Con bị nó dễ lên mà cái này là nó ngứa mà bị tiểu đường, con bị tiểu đường với lại cái men gan. Mà cái này nó ngứa, ăn đồ phong vô nó ngứa dữ lắm. Bị lâu chưa? Bị này bị hai mấy năm rồi. Hai mấy năm rồi? Bị lúc hồi hai mấy tuổi là ông bị, mà bây giờ chữa không có hết được. Không có hiệu quả gì không, không có chỗ nào được. Cái giờ này là luôn chỉ luôn. Duy nhất dùng một thứ thôi, rượu ớt ha. Dạ, em uống cái rượu, dạ. Rượu ớt riêng ở đây thì em uống cái liều từ từ thấp cho tới cao. Chứ không bị tiểu đường nữa. Biết rồi, bây giờ dùng một thứ thôi. Dạ. Rồi để tôi theo dõi. Rồi uống một tháng sau rồi dòng trở lại. Mà tiểu đường mà mình dùng cái phương pháp 16-8 thì nhịn đói không được. Được, sao không được? Nó lả người, thế là buổi sáng mà 7 giờ mà con không ăn sáng kịp là có trổ đổ mồ hôi lả người, là muốn xỉu là phải ăn liền. Sáng là nó lả người là phải ăn, uống thuốc trước khi ăn nửa tiếng là phải ăn liền luôn. Rồi thôi bây giờ tạm thời chấp nhận nó đi. Nhưng mà rượu ớt uống giùm tôi đi. Mà mình có uống, có dùng thuốc tây nữa không? Thuốc tây vẫn uống chứ. Vẫn uống thuốc tây. Hồi xưa giờ thuốc tây người ta cho gì mình cứ giữ đó. Dạ. Mình không có thay đổi gì đó. Nhưng mà mình uống cái này để nó bổ trợ thêm. Thì cái rượu ớt thì em uống là liều từ thấp cho lên tới cao cho tôi. Dạ. Nha. Rồi, thôi được rồi. Điển dông. Dạ. Với lại nó cũng lâu ngồi sửa xe nó nhức cái lưng đó thầy. Cho kéo cổ. Rồi. Không, cho ông rùa thôi, uống cái liều từ thấp cho lên tới cao. Uống cái liều lên cao lên. Rồi xong cái báo cho thầy biết. Rồi đó. Men gan cao rồi đủ thứ mà nó bị. Nha em. Dạ. Nha. Rồi, cho ông uống tiêu đường thôi. Rùa thôi. Rồi, nàng này sao đây? Dạ, con bị đau vai gáy cổ. Ừ. Với lại con bị trong ngực dạ dày. À, cái đó thì dễ. Với lại tim đập nhanh. À, tim nhanh rồi, dạ. Cái đó thì được. Dạ. Rồi, còn gì nữa? Dạ, thôi nhiêu đây thôi, chị hết rồi chị tiếp. Đã lỡ lên uống cho hết luôn chứ còn chữa mà ngắt. Đau gối sao? Thì thỉnh thoảng nó đau. Ừ. Lên cầu thang á. Lớn tuổi nó vậy? Dạ. Dạ không, nhưng mà ngay chưa kịp lớn là nó cũng đã bị rồi. Nó bị từ hồi chưa kịp lớn. Ờ gì? Chưa kịp lớn đã bị rồi. Dạ. Rồi ok. Bây giờ cô này là phải chườm đá nha. Chườm đá ở gan rồi chườm ở cổ. Gan ở đấy. Rồi chườm ở cổ trước khi tối ngủ á. Nằm chợm đây thì làm, dạ. Nóng rồi chút xíu ta coi trong cái giấy ta có hướng dẫn. Ha. Rồi hớp không khí là 16-8 rồi đàng hoàng. Dạ. Hớp không khí là mình ngáp đó đúng không thầy? Thử nghe, làm thử coi. Hồi nãy con ngồi với con ngáp quá trời, tới giờ cái thì kêu không, cái con nào không được. Đây đúng không? Đây nè. Dạ không, con ngáp còn lớn hơn. Nó lớn hơn ngon. Nhưng mà đừng có đáng quá. Nó trẹo họng chết mẹ. Dạ có cũng hoài à. Trẹo họng cũng được, làm ít ít thôi. Rồi mình làm chừng 30 cái mình ngưng làm 30 cái ngưng buổi mỗi sáng làm 3 lần 90 cái là đủ rồi. Dạ. Nha. Rồi á là cho cô này á là uống rượu ớt, chắc cô này phải uống nguyên cơm lê để cho cổ khỏi bệnh luôn đi, đừng mốt đừng là bén mảng tới đây nữa. Ráng cố gắng nha. Để bây giờ là thấy hồi sáng thì có cái bà ông lão quá, tuổi già trước tuổi á. Sao đau? Đau. Đau hả? Dạ. Với lại cho con hỏi, nếu mà uống cái rượu đó đó là uống sao? Tại vì em báo là hình như ba loại được không thầy? Ừ. Vậy là mình uống sao, uống lúc ba loại luôn hả? Không có gì nè. Để tôi nói lại để mọi người nghe cái cách uống. Nếu mà ai uống ba loại á, thì rượu ớt là uống buổi trưa và buổi chiều. Sau khi ăn cơm no,
hai cái đó ăn cơm no xong là mình uống được rồi. Thì mình uống rượu ớt á, thường thường cái người mà quen á, người ta uống một muỗng, người ta pha với sữa chua, một lọ sữa chua. Tôi bây giờ tôi vẫn là dùng một lọ sữa chua chứ không không uống không được. Có cái cô rồi tôi chơi xét luôn uống rượu á, ghê thiệt. Cái đó là mình chưa quen, mình uống với sữa chua. Mới đầu thì có thể em uống nửa muỗng nếu chưa quen. Dạ. Rồi sau em tăng lên một muỗng, sau em tăng lên một muỗng rưỡi, sau em tăng lên hai muỗng. Dạ. À, rồi uống sau khi ăn cơm. Còn riêng cái rượu ớt, cái rượu nhầu với rượu khốp á, thì hai cái mình pha lại. À, dạ. À, thì thường thường nó là vậy nè. Thì nó thực ra nó cũng không có, không có, không có làm cho mình khó chịu đâu. Cái ly nhỏ nhỏ, cái chung nhỏ em thấy mấy người nhậu rồi ha. Dạ. Thì em dùng một chung của nhau, một chung của khớp, em đổ vô chung nhau, em hòa lợ lộn, rồi cái em uống nhấp 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 ăn trong trước và trong khi ăn cơm. À dạ. Giống như mình làm vừa khai vị vậy. Dạ. Rồi buổi chiều á thì mình cũng làm vậy, một ly này ly kia. Dạ. Rồi tối ngủ á thì mình cũng làm vậy luôn. À, dạ. Trước khi đi ngủ mình làm ly này ly kia uống, không? Thì em sẽ thấy rất ổn luôn, trong vòng thời gian là em thấy người nó nhẹ nhàng hết á. Ha, thì thực ra mà em ta còn trẻ thì mà bị vậy thì uống nhanh lắm, thì có khi trong vòng tháng em ổn hết rồi. Yeah. Thì có thể em uống tiếp cũng được mà em ngưng cũng được. Yeah. Nhưng mà em biết là cái công thức đó rồi, sau này em giải quyết cái đó. Ha, ok. Đó là mình nhất định là mình phải pha với sữa chua ha, chứ mình pha thứ khác không được hả? Em... ví dụ pha nước rã. Sợ nước sợ em chịu không nổi. À, uống cay lắm. Trời ơi. Nói không, cái da ua là vậy nè, nói để cho mọi người được chú ý cho nè. Cái da ua, cái điều quan trọng của nó là gì, là khi những cái người nào bị viêm, bị loét dạ dày thì cái có da ua nó bảo vệ cái niêm mạc và nó làm lành cho cái vết thương đó. Thật ra là nhiều khi á em mà uống em pha vô nó quật một cái chịu không nổi. À, chịu không nổi, chịu cay, bị cái của mình chiết nó ra đó, nó mạnh lắm. À, thành ra là có gì đâu, em muốn thử chơi em lấy chừng chút xíu thì thôi, em bỏ vô em quậy vô nước em uống biết liền. À, nhưng mà cái vẫn bảo đảm an toàn, vẫn là phải xài phải với sữa chua. Tôi vẫn dùng như vậy, mà tôi thì tôi dùng tới hai muỗng, tôi uống hai muỗng mà tôi phải qua lọ sữa chua. Thì em cứ suy nghĩ đi, chứ còn nếu mà mình nhiều khi có nhiều người ngại, nhưng mà không có em, nếu mà em uống được từ từ được á thì em chơi xét luôn cũng được đó. Nếu mà em chịu nổi, cô học trò của tôi bữa tối thứ bảy chủ nhật thứ bảy họp hả, trời ơi rót một cái quốc cái ạch luôn vậy nè, tôi nghe thấy hết hồn vậy đó. Hả? Đó là mấy người đó họ quen rồi, thì mình bây giờ mình tập rồi tới sau này mình quen rồi thì em cứ uống vậy thôi. Ủa thầy, cứ nghe rượu rồi uống có xỉn không? Không xỉn nè. À. Với lại bây giờ ly nhỏ vậy sao xỉn được? Dạ không, con uống cái trong bô á, nước ép táo á, con còn xỉn thôi mà. À, nếu vậy á thì mình pha với nước vậy. À, dạ. Cho loãng ra. Dạ. Thay vì em để hai cái ly này ly kia, em pha một cốc nước bự vậy nè. À, dạ. Chứ em ra em uống được rồi. Dạ. Thì không sao. Dạ. Tưởng em nhậu được. Dạ không, chưa rồi. Bao giờ biết nhậu. À, dạ. Rồi vậy đi. Dạ, khoan gì dạ. Nữa? Tại vì hãng nghe rượu á, thấy nó nóng rồi uống vậy là nó có bị nữa mụn, bị táo bón, bị gì không? Thực ra là cái kinh nghiệm của đây là mấy cái đó nó chữa mụn luôn á. À, mấy dạ. Người mà em uống cái đó là da mặt em khỏi cần collagen vậy đó. Em uống nó về bữa da mặt da tay đồ ngon bốn lượng hết. Ừ. Rồi, dạ, cảm ơn thầy. Ừ. Rồi tiếp. Ở đây là mẹ là hả? Dạ. Rồi. Sao bác sao? Dạ em bị suy giãn tĩnh mạch một bên. Ừ. Rồi bên này thì bên phải này nó bị thoái quá nè. Ừ. Rồi nó cũng bị suy giãn tĩnh mạch nữa nè thầy. Ừ, nó bị quá trời gân tím luôn. Rồi được rồi. Bên này thì suy giãn tĩnh mạch. Ngồi mà cao gì mà như mà mình ngồi xe đò nha. Ừ. Ngồi chừng nửa tiếng là bắt đầu tự nhiên nó nhức à. Nhức. Dạ ngồi lâu quá không có được, mà đi nhiều quá cũng không được. Rồi. Dạ. Vậy thôi gì? Với lại với con nhỏ tuổi 6 mấy 70 thôi này đừng đừng mà hấp. Sao mấy tuổi tóc bạc vậy? Đó là bị gì á thầy? Vậy tôi lớn tuổi hơn, tôi 70 rồi đó. Nhiều chứ thầy. Như là do cái máu của thầy, tóc bạc là do cái máu của thầy. Không sao. Dạ. Như con gái nhỏ vậy chứ nó cũng bị tóc bạc đó thầy. Không qua.
yên tâm đi, mai mốt là nó sẽ bệnh giống như chị vậy đó. Tại mà cái đầu gối bây giờ đau quá thì đi nó làm giống như nó đi làm như nó hơi cái tật nó đi, đi chân cao chân thấp vậy đó, đi một nó đi lết lết vậy đó, nó không có bước lên hẳn được. Ừ. Thôi bây giờ lết lết bây giờ trước mắt cứ chồm đá nè. Dạ. Rồi phải phải nhìn ăn 16-8. Dạ. Rồi thực hiện mấy điều đúng rồi. Dạ. Rồi sau đó là dùng mấy ba cái loại mà thầy nói. Dạ. Rồi còn nếu mà sau này có điều kiện thì giống như chị vậy đó. Vô đây tu nghiệp mấy ngày. Dạ. Đồng ý không? Đồng ý. À, thì đó vậy. Đỡ cái là em không có bị nhức đau. Tại giờ ừ. có một thời gian nó đau lắm. Ngồi co lên xuống cái em đi bó thuốc á. Ừ. Ở chợ Thiết á, ông ừ. thầy đó đó. Bó hết mấy thang. Rồi là hết nhức. Ừ. Nhưng ừ. mà đi á, thì nó vẫn còn thấy lết lết. Nó thôi. Yếu rồi, nó chưa dạ. sức. Nó không có bị nhức đau. Không sao đâu, uống cái này vài bữa nó khỏe. Dạ. Nha. Dạ. Ok. Có kéo cổ. Dạ. Kéo chứ. Dạ. Ừ, không kéo cổ buồn. Nãy giờ xe qua xe lại qua ra mở cổ. Anh thầy, có nghĩa là chiều nay là bà nại mà thôi là con cháu đâu cho thầy bấm một cái mấy ngón chân nó sẽ nhẹ rồi. Rồi. Rồi lên nằm đi. Dạ. Cái đầu gối đau có sữa không thầy? À, không không, không cần. Uống cái này hết rồi. Uống cái này vài bữa đi lên cầu thang đồ ngon lành hết. Dạ. Đừng lo. Tắm mà vội. Bá kèo này ngủ vội tâm tinh. Để chứ cũng dạ dưới chân. Mai ở đây cả ngày phải nhờ thầy. Không sợ đau. Hôm nay qua phải đi gần tới chùa bà ở dưới bến đò để gọi mấy mẹ đi vào đón mấy cháu. Đi bằng gì? Đi xe buýt. Mình già đi ông Đà đây. Mình già đi ông Đà luôn. Vâng. Ờ, giỏi vậy. Bữa nay có cháu già ông Đà chào về nữa. Ý là khỏe, không đi đâu cũng được. Không đi không được. Đi phải có người cháu chở theo. Dạ, à, đi tự đi mình luôn hả? Dạ. Rồi, đúng rồi. Ông đi phải có cháu chở đi. Hai tuần trước anh tuần trước. Sao? Cảm ơn thầy. Vẫy tay luôn cái cho nó cứ coi. Rồi vẫy tay gì bạn? Ở chiều mai bà lại mà viết gì? À mai à, cơ mai sợ mấy thầy không vẫy tay. Được rồi, mai thì nói mới vẫy tay cho. Rồi rồi. Thầy cảm ơn. Ở đây ngồi đây. Bị bao năm rồi? Hơn một năm. Hơn năm nay rồi hả? Nhà ở đâu? Ở nhà ở Nha Trang, Khánh Hòa. Rồi xin ngồi lên, ngồi lên, ngồi lên chút xíu. Rồi. Hey. Rồi vô đây với ai? Ông xã hả? Dạ. Rồi bây giờ có ở lại được không? Ừ. À, tôi cứ ngồi rồi hả? Dạ. Thì có gì chắc mai mốt tuần hay tuần gì nếu mà vô đây được thì tốt. Vô ở lại vài hôm thì tốt. Để ở đây mọi người xử cho nó ngon hơn. Đó. Rồi cái tay giờ nó mềm cứng thì sao rồi? À, nó rung vậy đó. Đang bị nhiệt một nửa người. Khỏi không nói. Dạ, cái tay này giờ là nắm vào được, không dở ra được. À, thì cái này thành ra là phải tập cái dạ. máy banh. Dạ. Lấy cái chỉ cái banh. Cái này là phải tập. Cho nên nó mới biểu là ở đây là vậy đó. Cái mình nắm cái này, cái mình tập bóp. Nha. Mình tập bóp từ nhẹ tới nặng, mình phải ngày mỗi ngày bóp. Thấy không? Cho nó đều để cái tay nó mới mạnh lần lần. Còn cái tay rồi chân độ là phải giờ ở đây phải sửa từ từ. Dạ. Chứ không có vậy được. Cái chân là xỏ dép còn khó lắm. Xỏ chân khó lắm. Dạ. Rồi huyết áp bao nhiêu? Dạ huyết áp thì từ bữa con mua cái rượu của thầy uống á thì huyết áp của con ổn, bữa trước độ 80 thôi, bây giờ được hơn 100. Ừ. Dạ. Tức là mua được dạ. rượu ớt ở đây dạ. hả? Con theo dõi thầy thì con hay theo dõi lắm. Giỏi vậy. Thầy cứ ra clip nào là con theo dõi clip đấy. Nhưng mà uống sao? Uống bây giờ uống được mấy muỗng rồi? Dạ con uống được muỗng rưỡi. Muỗng rưỡi rồi hả? Dạ. Là thấy ok phải không? Giờ tặng đến đây muỗng. Dạ. Hả? Dạ. Rồi. Ây da da.
rồi huyết áp là cũng tạm ổn rồi. Dạ, ha. Huyết áp ổn. Rồi cái gì này chườm đá chưa? Dạ đá. Chưa chườm đá hả? Dạ. Làm chườm thêm cái đá. Dạ. Chườm đá, chườm cái gan với chườm cái cổ. Dạ. Rồi còn cái này về tập cái này, cái banh này thì cho nè, hơi cầm luôn đi, xách đi về bóp. Dạ. Bóp 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 nha. Dạ. Đó rồi cái là thỉnh thoảng nó rảnh nó bóp cổ ổng. Rồi là con vẫn đi châm cứu, vẫn đi châm cứu, vẫn yeah. đi vật liệu. Được rồi, cái đó là tốt rồi, phải thường xuyên. Dạ. Nếu mà có cái chỗ ở ngoài đó, cái bệnh viện mà nó có cái vật lý trị liệu á. Đây thì con đi đấy. Mình phải chịu khó, dạ. chịu khó rồi rồi tập đi này nọ các thứ rồi ha. Rồi, còn khi nào mà có dịp á, thì vô đây mấy hôm ở đây, dạ. đây thầy làm cho. Dạ. Nha. Dạ. Rồi, cô này phải chườm đá rồi ha. Rồi uống rượu ớt, đi cổ tăng liều lên rồi. Giết cho cái nhào ha. Rồi giờ gì nằm xuống đây đi. Được rồi, được rồi. Thì bà thầy nói thầy nhận rồi. Rồi, cho nằm quay đầu ở đây, thầy bấm cho cái ngũ bội tâm tinh. Rồi, ở Nha Trang là ở ngay thành phố hả? Đâu? Hay là huyện? Dạ, con ở. Huyện hả? Dạ. Rồi. Mốt mấy cái này là phải sửa nè. Như bây giờ là phải có cái đồ dài á. Này ở ngoài có đồ dài để đeo không? Không, dép không được. Phải có dài đấy để giữ cái chân này không có bị hư. Nè, cái chân này còn sửa được nè, thành ra là mua cái đôi giày. Nếu có đôi giày nó giữ cái chân này lại. Tại vì đó là mặc dù là chị này chỉ bị nhưng mà không phải là nặng lắm, thì nó phục hồi được. Cái điểm mà để mà nó chuyển cái chân á, đây đây nè, thấy chưa, bấm sửa vô ha, nè thấy không ha, nè cái nó mềm xuống nè, bấm điểm nè, thấy chưa, thấy không, thấy cái chân này nó phục hồi lại được nè, thấy không, đây nè, thấy chưa, thời gian cố gắng có điều kiện. 48 bị cái đôi dài đó giờ nó có bán mà cái lỡ đến nó đo cái chừng cái nó mang vô cái chừng nó thẳng ra đây nè, thấy không? OK. Dạ con nhờ thầy là thầy ấy cho con cái cổ được cứ kiểu vương vướng cái cổ. Nói tiếng tôi không có, nhiều khi nó không phát ra hết á. À, dạ được. Rồi đây.
rót cho thầy miếng nước. Được, được, lấy cái đi. Khoan, từ từ, để thầy bấm thêm cái nữa. Ok. Ok, rồi uống đi. Uống thấy dễ ha. Ừ. Bước ăn cái gì nuốt nó khó lắm. Khó, mày nãy giờ thì giờ dễ rồi ha. Được rồi. Rồi. Đưa về đi.